xong đây. Anh Chiến anh đã lựa được một con xe ưng ý. Thì bây giờ cả nhóm thì đang ngồi Coca luôn đi. Nhóm đang ngồi đồ ăn đây. Anh ngồi cho em ngồi dưới đây. Các bạn nhìn xe của Chiến kìa. Mặt hắn cá lên. Hắn cá lên vàng. Chu Coca. Giờ chúng mình đang ngồi gọi đồ ăn đây. Các bạn hãy chờ đồ ăn ra nha.